Quýnh cái này nè mẹ. Lẹ đi bà ơi. Im. Tới, chung tiền đi. Nhanh nhanh nhanh. Lẹ mày đi. Á, tao tên hoài à, nhìn gì nhìn, hầu hành không lo. Mẹ ơi, con đói bụng. Út, mày cho nó ăn giùm tao coi. Tiên ơi, xuống đây con. Đang thua mà ác tao hoài. Mày vô trong cậu Út cho ăn kìa. Tiên ơi Tiên, xuống đây con. Nè à, nè. Lẹ đi mày ơi. Cậu ơi, con đói bụng. Đợi cậu xíu đi. Cậu làm đồ ăn cho dì Thư xong rồi cậu cháu mình làm đồ ăn ăn nha. Dạ. Đi, tới mày kìa. Mày hả mày? Đi. Có không? Hero luôn. Trời ơi. Thua hoài. Tiền đây, tiền đây. Mới ngủ dậy hả? Hôm nay không đi làm sao? Có chứ. Không đi làm mấy cái gì vọng vô miệng. Ê, thôi, tới giờ đi làm rồi. Bữa khác chơi tiếp. Thôi, mày chơi ăn gian hả mẹ ơi? Tối nay tụi mình chơi tiếp. Có mấy đó nhà mày. Chọn bài, tụi tao á. Dọn lẹ đi. Vậy nha. Thôi về mày. Đi đi. Đang chơi mất vui à. Chéo thôi về đi. Bye bye. Bà Mén, tôi nói với bà biết bao nhiêu lần rồi, không đánh bài trong cái nhà này. Bà không nghe hả? Trời, đừng có kêu Mén. Tao lên Sài Gòn lâu rồi. Miss Mandy. Bà có con rồi đó. Con bà năm nay 9 tuổi. Bà muốn là nó hư hỏng giống bà hả? Hay là bà muốn nó lớn lên làm nghề giống hai đứa mình? Đâu có đâu. Tháng này bà gom tiền được bao nhiêu rồi? Hả? Tiền xả trị cho cậu ba đúng không? Ừ. Tháng này không xài gì hết, dành dụm cũng được 4 triệu. Em nghĩ là xả trị đủ á. Sao mà đủ được? Lớp tiền thuốc thang đi lại. Mai đóng tiền học cho bé Tiên rồi. Bà đừng có xạo nha. Tháng nào tiền học của bé Tiên cũng chảy 2-3 tháng rồi đó. Rồi chút xíu nè, bà chủ nhà qua đòi tiền nhà nè. Tôi không à. Bà vừa giờ phải phải thôi nha. Tôi dắt thằng Út với bé Tiên đi là cho bà ở nhà một mình luôn á. Mày có tiền cho tao mượn coi. Ở đâu ra? Cướp hả? Mẹ, tuần này con phải đóng tiền ngụy lớn rồi đó. Trời ơi, cái gì cũng tiền, tao đi rồi, đi vô nhà. Trời ơi, cái gì cũng tiền, tiền, giết tôi điên rồi. Gặp toàn mấy thằng gì đâu không à. Tưởng là đại gia, ai ngờ là quan gia. Còn rước thêm cái củ nợ này về nữa chứ. Sao tôi khổ vậy trời.